Chào tất cả các bạn nha mọi người nha. Đã đến trở lại với kênh Nguyễn Quốc của mình. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái phần 2 của cách làm bông cây bơ 0.4 lần đầu nha các bạn. Và hôm nay những cái video mình chia sẻ cho các bạn xem là cách thức làm bông như thế nào và những cái loại để mình kích thích cho cây bơ lấy cây bông. Rồi sau đây mời mọi người theo dõi video mình nhé. Đây, và đây là cái cây 0.4 mà hôm nay mình sẽ bắt đầu mình phun cái kích thích để mình tạo mầm bông cho cây bơ nha các bạn. Đó, cái lá như vậy thế này là vừa để chúng ta phun rồi nè. Và sau đây mình sẽ quay toàn cảnh cái cây cho mọi người xem nè. Đó, cây như thế này và lá xanh đậm như vậy đó là thời điểm tốt nhất để chúng ta bắt đầu kích bông cho cây bơ 0.4 nha. Đó, mầm lá như thế này đó. Và chúng ta vừa kích rất là tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình quay những cái sản phẩm và kích bông như thế nào cho mọi người xem. Rồi, chào mọi người nha. Và những cái sản phẩm mà hôm nay để mình kích bông là bông lần đầu tiên cái cây 0.4 các bạn. Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem những cái sản phẩm như thế nào và những cái loại gì để lần đầu mình kích cho nó. Cái lần đầu tiên mà trong video phần 1 bạn mình giới thiệu cho mọi người xem. Đó là lần đầu tiên là mình gãi lăn vài cali nha. Và tiếp theo và là 10 ngày sau mình bắt đầu mình sẽ kích bông, mình sẽ tạo mầm hoa cho cây bơ như thế nào và những màng lò lọ nào. Ở đây sau lưng mình là cái cây 0.4 này các bạn. Và những sản phẩm á, những sản phẩm mà để mà hôm nay mình phun để cho cây 0.4 gồm có đây. Đây trước mặt các bạn là một gói MKB lút đó. Cái gói này là mình dùng để chặn đọt phân hóa mầm hoa. Và mình có thể là kích thích cho cây bông nghịch vụ theo ý muốn các bạn. Đây, và sau lưng của nó mình sẽ quay sau lưng nó cho các bạn xem. Đây, đây sau lưng các bạn nè, các bạn thấy không, chặn đọt phân hóa mầm hoa cực mạnh nè. Đó là gói MKB. Gói MKB là nó trọng lượng nó 2kg nha các bạn. Là mình pha cho 200 lít nước khi một lần phun. Một lần phun mình là 200 lít nước đó. Như mình phun một lần một là hết giường mình luôn là 200 lít nước. Rồi mình phun một gói MKB này. Và cộng thêm đó, trong một gói MKB này mình cộng thêm một gói là nữa là đây các bạn. Đây là cái gói mà vô tạo mầm hoa này các bạn. Cái gói này cái trọng lượng nó là 1kg đó. Là cũng pha đều cho 200 lít nước một lần phun. Còn ở miền Tây mình các bạn, cái phi mình đang sử dụng là phi chỉ có 120 lít thôi. Hiện tại bây giờ mình chỉ pha là một phi là 100 lít thôi. Mình sẽ chia cái bịch này ra làm hai. Cái bịch vô tạo mầm hoa này nè, là mình sẽ chia làm hai. Là mỗi lần phun mình pha nửa ký thôi đó. Và kể cả cái gói mà MKB này cũng vậy nữa nè. Mình sẽ pha là một lần phun mình một cái phi mình có 100 lít, mình sẽ pha là một ký thôi. Mình sẽ phun hai lần phun nha. Đó, vào ngày hôm nay. Hôm nay là lần phun đầu tiên mình sẽ kích cho cái cây 0.4. Đây mình sẽ quay gần hơn cho mọi người xem. Này, gói MKB, MKB lút nha các bạn. Đây là mặt sau của nó nè. Và cái loại MKB này nè các bạn, nếu á, các bạn ra cái cửa hàng vật tư nông nghiệp á, thì nó sẽ không có bán nha các bạn. Vì cái thương hiệu MKB với cái thằng vô tạo mầm hoa này là cái sản phẩm này thuộc về của công ty vô đó, được mà kết hợp với mà bên nông nghiệp xanh đó, là nó không có là hợp đồng với những cái nhà vật tư nông nghiệp ở ngoài bán lẻ nha các bạn. Cho nên sau khi cái video này mình sẽ để lại cái số điện thoại đường like của bên nông nghiệp xanh và cái số điện thoại tư vấn để cho các bạn và mọi người có thể liên hệ được với bên công ty vô để mua những sản phẩm thế này để mình kích bông cho cây bơ 0.4. Và không nói nhiều nữa, bây giờ mình bắt đầu mình sẽ pha thuốc để mình phun cho cây 0.4 nha. Đó, mình cái phi 200, cái phi mình có 100 lít thôi, cho nên mình cái gói này mình chia làm hai. Thì gói này một gói vô tạm hôm qua là 1kg, và cái gói MKB này nữa, cái gói MKB này nó cũng là 2kg, cho nên mình sẽ chia làm hai, mình phun hai lần. Và cái thằng vô tạm hôm qua này với MKB này các bạn, hai cái loại này mình sẽ phun cách nhau là từ 6 đến 7 ngày đó. Lần hôm nay là lần phun đầu tiên của mình đó, lần phun đầu tiên mình sẽ phun là ướt đẫm thân cây luôn. Nói chung là toàn bộ thân cây á, mình phun từ bên trong thân cây
mình phun bên ngoài lá luôn, nói chung là phun ướt hết trơn toàn bộ cây đó, thân cây mình phun ướt đều hết đó. Rồi sau cái đợt 2 mình phun nữa là cách 6 ngày sau, 6 đến 7 ngày sau mình bắt đầu mình phun đợt 2 rồi. Và hôm nay bắt đầu mình, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phun thôi. Khi mình pha và mình phun xong á, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây mọi người, mình vừa mới phun xong, phun cái thuốc kích thích bông cho nó rồi nè. Đợt này mình phun mới đợt đầu nha, đợt 1 nha. Cái MKB và vô tạo mầm qua là mình phun nó 2 đợt. Mình mới phun đợt này đợt 1 thôi. Đây trên lá nó còn đọng nước nè coi. Đây ha. Trên lá nó còn đọng nước nè. Giờ này trời cũng đang nắng chói chang cho nên mình quay cái video nó hơi bị chói nắng, các bạn thông cảm nha. Toàn bộ là mình mới vừa phun xong. Đây. Cái cây bơ 034 này, nếu mình phun kích thích bông các bạn, mình phun từ bên trong thân mình phun ra trước nha. Đây bên trong thân này các bạn thấy không? Bên trong thân mình phun ướt đều hết trơn nè. Đó. Toàn bộ bên trong thân này. Bên trong thân cây mình đang quay cho mọi người xem. Đó. Là phun ướt bên trong thân trước xong rồi mình mới phun bên ngoài sau. Đây. Đây lá các bạn thấy không? Lá còn ướt nè, vừa mới phun xong. Hiện tại các bạn còn nghe tiếng máy chạy tịt là mình vừa chưa tắt máy, mình vừa phun xong cho nên mình quay video cho mọi người xem. Tại trong khi mà mình đang phun á, mình không có thể quay được. Các bạn thấy mình phun bên trong thân không? Bên trong thân toàn bộ nó ướt đều hết nè. Những nhánh cây các bạn thấy đọng nước không? Những nhánh cây nó còn đọng lại giọt nước nè. Mình phải phun đều ướt đẫm toàn bộ thân cây luôn. Như vậy thì cái hiệu quả nó mới cao nha. Mình sẽ qua cây tiếp theo quay cho mọi người xem. Đây, cây này nữa nè. Cây này là mình phun vừa, cây là cây cuối cùng mới xong nè. Bên trong thân toàn bộ là ướt đẫm hết. Mình phun ướt đẫm như thế này á, nó mới thấm vô trong những cái cành, cái nách lá bông này nè. Đây các bạn, đây là những cái nách bông nè. Mình sẽ lấy nét ra cho mọi người xem. Đó. Khi mình phun ướt đẫm như vậy, những cái nách bông á, nó mới hiệu quả nha. Đó, nó ướt đẫm cái nách bông như nè. Vậy nó mới đạt chất lượng. Lá còn đọng, lá còn đọng ở những giọt nước. Trời, thời tiết những cái mùa này các bạn, những mùa này cái thời tiết này ha, nó hay mưa buổi chiều lắm, cho nên khuyến cáo mọi người là nên phun vào buổi sáng là chắc ăn nhất, là tốt nhất. Đó. Mình phun vào buổi sáng là tốt nhất cho cái cây bơ của mình, sẽ đảm bảo không? Mình làm cái đợt bông này là đợt bông ngay đợt mưa các bạn. Bạn thấy mình xịt ướt cây chưa không? Ướt khăn hết trơn giống như là mưa, ướt nhẹp hết vậy nè. Đó. Đây mình lấy nét cho mọi người xem, gõ trong nách bông. Đó, cái nách bông nó còn đọng nước như vậy nè. Nách bông mà còn đọng nước là như vậy, là như vậy là nó mới ok nha các bạn. Đây là những cây liếp bên trong mình mới phun là đầu các bạn. Bây giờ nó đã khô lá rồi nè. Nhưng mà vẫn còn có một số lá nó còn đọng lại cái được thuốc ở trên thân cây nè. Đây. Cây bơ mình làm bông đầu tiên này, cây này là mới có 20 tháng tuổi nha các bạn. Đó. Đây toàn cảnh cái cây này cho mình xem, các bạn xem 20 tháng tuổi nè. Thì bây giờ nó đã hấp thụ được cái lượng MKB và vô tạo mầm qua trong thân hết trơn rồi. Bên trong nó vẫn còn đọng nước đây nè. Mình tính xịt từ nãy giờ nó khô nhưng bên trong vẫn còn nước nha. Bên trong thân vẫn còn nước. Có một số lá nó vẫn còn đọng lại cái hơi thuốc ở bên dưới nách lá nè. Bên dưới nách lá nè. Đây như cái này nó đã khô hết rồi. Mình xịt sáng giờ này như cái này nó đã khô. Rồi, trong 6 ngày tiếp theo nữa,
cách 6 ngày này mình sẽ phun thêm một đợt thứ hai nha. Đợt này là đợt 1. 6 ngày sau là mình sẽ phun đợt thứ hai. Sau khi mình phun đợt thứ hai xong thì 15 ngày sau các bạn, là mình tính từ đợt thứ nhất này nè, tính từ đợt 1 này, là phun đợt thứ hai mình sẽ không quay video cho mọi người xem. Mình chỉ quay phần 3 là khi mà mình phun cái thằng Atonit, New Atonit với thằng Combi. Đó, với thằng là Canxi Bo. Đó, lúc đó mình mới quay phần 3 cho mọi người xem nha. Mình sẽ quay cái phần 2 này, kết thúc phần 2 nha. Và lần thứ hai xịt là cách 6 ngày nữa nha. Nếu các bạn xịt thì cứ lần 2, đợt 1 là mình xịt. Đó, xong rồi đợt 1 cách nhau là 6 ngày sau mình sẽ phun lại đợt thứ hai. Đó là xong cái quy trình mà MKB và tạo mầm qua. Sau khi hết cái bước mà MKB tạo mầm qua mà đợt 2 mình phun rồi thì bắt đầu mình sẽ, các bạn hãy đón xem cái phần 3 của mình, là mình phun canxi bo và Atonit và Combi. Rồi. À, đó là những gì mà mình từ bây giờ mình chia sẻ với tất cả mọi người. Đó. À, là đợt này là mình mới phun đợt đầu tiên thôi. À, sau khi mình phun MKB và vô tạo mầm qua xong đó, thì cách 6 ngày sau mình sẽ phun lần thứ hai nha các bạn. Đó, sau khi phun lần thứ hai, lần đợt sau phòng lần thứ hai là mình sẽ không quay video cho mọi người xem nha. Đó, khi sau khi mà phòng lần thứ hai mình phun xong rồi, mình sẽ phun thêm lăng bo và Atonit với thằng Combi nha các bạn. Đó, và lần phun thứ ba mình sẽ quay video cho mọi người xem. Đó, cách đây khoảng 10 ngày sau nữa mình sẽ ra một 15 ngày sau đi, mình sẽ ra một video mới cho mọi người xem đó, về phun lần 3 như thế nào. Đó. Rồi mời mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Nếu các bạn thấy yêu thích mình thì bạn hãy cho mình một like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ những video theo mình nhé, để mình có thêm nhiều động lực mình làm những cái video mới về cách chăm sóc vườn bơ và ổi cho mọi người xem nha. Và mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.